Bác xinh. Cô xinh chưa? Bác cho mình chụp đi. Đi bác. Đẹp thật đấy. Anh Long. À anh Xỉu. Chụp cho bác cháu tôi nhá. Nhanh lên. À bác, bỏ ngay xuống đã. Dạ. Ê. Chụp đẹp vào đấy. Nhanh lên. Đừng xa ra, đừng gần đấy. Sao? Xa ra. Sao? Xa ra cành cây chọc vào đầu xấu kìa. Xa ra. À. Cảm ơn. Mặt cứ sưng lên. Úi, đẹp luôn bác ạ. Ừ. Này, 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 này. Thôi đi thôi. Mình chụp thêm một vài kiểu nữa. Cảm ơn anh nhá. Cháu đi nhá. Cháu gửi cho ảnh cho bác sau. Chào chú ạ. Cái này con cười tươi quá này. Xinh, xinh nhỉ. Ông cái này cảnh cũng đẹp này. Ý, cái này bà cũng đẹp quá này. Úi, bà xinh. Nào? À, mẹ. Mẹ mà cũng quên. Hai mẹ con cùng chụp thì người ta gọi là cái gì nhỉ? À, cái này người ta gọi là selfie. Selfie. Thế à? Đấy, cái này cảnh cũng đẹp. Này, này, có ông nào mẹ nhìn quen quen nhỉ? Đây là bác Sinh. Mẹ con mình vừa gặp ở công viên xong, mẹ quên à? Ông ấy nhìn con như thế nào ấy nhỉ? Con phải cẩn thận đấy. Không, bác ấy hiền lành tốt tính lắm, không có ý gì đâu. Hoa hậu thân thiện lắm. Mẹ xem tiếp đi. Mẹ thích không? Mẹ chưa bao giờ được chụp ảnh đẹp như thế này đâu. Vậy anh đi nhanh rồi đi làm. Đã có gì vui à? Có gì đâu anh. Cười nhiều đi. Anh ơi, anh cần người anh. Anh cần bao nhiêu người? Anh cần bao nhiêu người anh ơi. Cần mấy người? Chúng mày có đào huyệt bốc mộ được không? Việc gì mà làm được? Bỏ rơi.